quân ngũ. Ta ra trận hôm nay gồm 32 bước đến, chia thành 4 câu, mỗi câu 8 nhịp, đi 4 hướng, no track, no restart. Bắt đầu bằng chân trái. Câu số 1, chân trái bước ngang. 1, 2, 3 và 4, đi bước chân trái tiến, chân trái bước lên. 3 và 4. 5, nhịp 5, chân phải bước ngang. 5, 6, tiến bước, cha-cha-cha, chân phải. 7 và 8. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Câu số 2, chân trái bước lên. 1 nhịp, nhịp thứ 2, giả lại trọng lực ở chân phải. 3 và 4, đi bước cha-cha, xoay 90 độ về hướng trái. 3 và 4. Nhịp số 5, chân phải bước chéo lên. 5. Nhịp số 6, chân trái bước chéo ngang. Nhịp số 7, chân phải bước chéo xuống. Và nhịp số 8 là chân trái vòng. Dừng lại đây. Đi lại. Câu số 2. 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Từ câu số 1. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 3, đang như thế này đến câu số 3, chân này chân trái là các chéo đằng sau. 3 nhịp nhá. Nhịp thứ 2 là chân phải bước ngang. 3 và 4 là chân trái bước chéo lên, đi bước cha cha chéo này. 3 và 4. Đấy. Sau đó là nhịp thứ 5. Nhịp thứ 5 là chân phải bước ngang. Trọng lực ở chân phải. Nhịp thứ 6, chân giả lại trọng lực với chân trái. Nhịp thứ 7 là chân phải lùi xuống, trọng lực chân phải. Và nhịp số 8 là giả lại lực trọng lực với chân trái. Ghi lại câu số 3 nào. Đang ở đây. 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Đi ở hướng này. Câu số 3. 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Đi từ câu số 1. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 4 là chân phải bước lên. 4. Nhịp thứ nhất, nhịp thứ hai giả lại trọng lực ở chân trái. Đấy. 3 và 4 là xoay lại mặt sau của chân 80 độ về hướng tay phải nhá. Đi bước xuống cha cha. 3 và 4. Nhịp số 5 chân trái bước lên. Nhịp số 6 lật 180 độ ra mặt sau. 6. Nhịp số 7 tiến chân trái. Và nhịp số 8 tiến chân phải. Hết câu 4. Đi lại câu số 4 này. 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Và bắt đầu đi lại từ đầu ở một hướng mới. Bây giờ đi đầy đủ từ câu 1 đến câu 4 nhé. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8.
7, 8. Hướng thứ hai, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Hướng thứ 3, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Hướng thứ 4, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ đến phần tay như sau. Câu thứ nhất này, khi chân trái chúng ta bước sang thì tay trái chúng ta để ở vai bên phải, chúng ta thu chân phải về. Nhịp thứ hai thì và tay phải chúng ta để ở vai bên trái. Câu thứ ba và bốn là bước chân cha, thì khi tiến bước chân cha này thì tay chúng ta dâng lên 3 và 4, đúng không? 5, 6 là bước sang đây thì chúng ta tỏa tay ra, 6, 7 và 8. Đi lại nhá, ở hướng này, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Câu 2 là chân trái bước lên, đúng không ạ? Thì bắt đầu là chúng ta bắt đầu từ tay, hai tay bắt đầu, chúng ta một tay đưa lên cao, tay phải lên cao và tay trái đưa dưới nhá. Đây, 2, nhịp thứ 2 chúng ta hạ đi xuống luôn, 2, 2, 3 và 4, được chưa? Này, 2, 2, 3 và 4, 5 này thì chúng ta chống không, 5, 6, 7, 8. Đấy, đưa tay ra, chưa? Tiếp câu số 3, 3, 2, 3 và 4, nhịp số 5, chân ra thì chúng ta tay ra, 5, 6, 7, 8, chưa? Câu 4 này, lại tay vào, 4, 2, 3 và 4, 5, 6 là chúng ta lật người, chúng ta đưa tay lên cao, 5, 6, 7, 8. Sau đó đi một hướng mới, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Cứ đi như vậy cho đến hiện bài. Bài này không có phần nhạc dạo, cũng không có phần tác. Chúc các bạn thành công.